Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình vừa về được một ít Cosver hàng bãi ha. Lô này phải nói là đậm chất bãi, nhìn là biết thấy là bãi ha, đúng là hàng cũ. Nhưng mà có sao bán vậy ha. Nhưng mà những con này mình đã test hết rồi, cam kết với người anh em là hoạt động full chức năng hết ha. Và bây giờ mình sẽ đi vô cái khâu gọi là báo giá chi tiết cụ thể để cho anh em lựa chọn vừa được con nào thì lầm con nấy ha. Đầu tiên thì một con cốt Electrovoy EX18 ha. Electrovoy một con cốt hàng của Mỹ xịn sò luôn ha. Con này là hàng nội địa của Mỹ luôn ha. Made in USA nè anh em. Đó anh em thấy chưa? Made in USA. Con này chạy điện 2.2 đến 2.4 ha. Cổ điện của Mỹ vẫn là rất số ly ha. Có hai chế độ đánh City 2 quay hoặc là Mono 3 quay nha anh em. Hai chế độ đánh. Con này giá 2 triệu ha. Con này mấy con trước đẹp đẹp thì 3 triệu rưỡi, nhưng con này nó hơi cũ nha nè. Đây nè, lưng nó trầy nè. Đó, thì hàng cũ thì mình bán giá cũ ha. Hàng mới bán giá mới. Vậy thôi ha. 2 triệu ha, một con cốt Ever. Tiếp theo nữa là một con cốt Bettinger, hàng thương hiệu của Đức. Model nó là CX 2310. Hai con ha, hai con CX 2310. Công năng thì giống nhau, nhưng mà một con đời đầu một con đời trước sao hai cái chiếc áp này có vẻ nó làm hơi khác ha. Anh em nhìn sâu vô thì chiếc áp này với chiếc áp này nó chỉ khác cái chiếc áp thôi, còn công năng thì giống nhau ha. Con 2310 này thì mình bán cũng rất là nhiều rồi, bây giờ mình chỉ quay tình trạng hàng hóa đẹp cũ xấu thôi không. Đấy, con này nó có ngõ mono xuất ao nữa này, cái dòng 2310 có ngõ mono xuất ao rồi anh em ha. Con này thì giá cũng như cũ, giá 1.8 triệu. Mono xuất ao là cái cổng này nè anh em, mình kết nối cái đường mono xuất ao rồi mình chỉnh cái receiver ở đằng đây, rồi mình vặn gain lớn nhỏ, còn gain đây gain input các tần số của lo sub và lo ke, đây là gain của lo sub, đây là gain của lo ke lo full đó ha. Trong hai con như nhau giá 1.8 triệu ha. Đó, anh em xem vừa được con nào thì chốt. Và đây một con Rosper của Đức luôn ha, cũng là Bettinger, nhưng mà con này là con VIP này nè, con này là cực VIP. Con này gần như trong đời bán cốt của em thì con này là kẹp con số 2, con số 1 em đã bán rồi, và hôm nay về đúng một con nữa. Model nó là CX 2300, một con cốt cực kỳ xịn nha anh em, hàng của Đức này. Anh em nhìn sơ đồ này thấy biết Đức không, mà rất là đẹp, đẹp lắm. Đó, đẹp lắm. Con này thì nội thất rất là khủng. Anh em nào cứ gõ model này lên lại kênh của Như Ý Auto Bình Định xem lại cái clip mình đã từng review nội thất ha. Những cái rack này anh em nhìn cũng thấy xịn không? Thấy xịn không? Đấy, thấy xịn chưa? Và hôm nay mình về đúng một con nữa. Con này thì chạy điện áp AutoVol ha. 100 đến 24 ha. Anh em nhìn cái rack thấy xịn chưa? Mình đỡ con này lên cho nhìn người thấy cái rack. Đó, anh em nhìn cho xe đánh giá đi, cái nào xịn cái nào điệu ha. Nói chung là hàng này thì hàng giống như hàng râu ha. Còn hàng này là hàng thịt cá này anh em, hàng này hàng VIP này. Con này giá 4 triệu nha, 4 triệu. Anh em nào chưa thấy nội thất thì vào clip của Như Ý search cái model cốt bài Đức CX 2300 ha, thì sẽ ra cái nội thất cho anh em xem tham khảo. Chắc lắm anh ạ, chắc lắm, nội thất nó khủng lắm. Con này là giá 4 triệu ha, con cốt 2310. Và đây nữa là một con Atli XR1001. Cái dòng này là anh nhầm giờ nhà Như Ý rất là lâu rồi này, nhiều lắm. Nhưng mà vờ con nào đi con nấy, vờ nào đi con nấy. Bởi vì tiếng tâm của nó rất là lừng lẫy, chất lượng âm thanh nó là rất là tuyệt vời. Nói đến Mỹ thì anh em đánh cái dòng Super Bass thì khỏi chơi. Mỹ thì đánh Super Bass là bao bạo lực, bao đánh, bao hay ha. Con này thì tình trạng nó cũ nha, trầy lưng này, trầy lưng, cũ, trầy lưng. Nhưng mà ruột gan mình đã tháo ra kiểm tra vệ sinh là riêng nguyên bản nha, riêng nguyên bản. Điện áp 120V, con này có thể đổi lại 24 ha. Tại vì hàng Mỹ thì chỉ có 120 thôi, nhưng mà con này nó có cầu đấu dây điện áp ở máy sơ cấp, mình đấu lại được 24 ha. Con này cũ giá 4 triệu rưỡi nha anh em, 4 triệu rưỡi. Và đây một em Mỹ nữa, một em Mỹ Rebeller M552. Con này là thuộc dạng hàng quý hiếm này nè, rất quý hiếm.
bởi vì những người anh em nào mà dùng con này thì muốn để xài thì ít khi muốn bán đó. Cho nên nó cực kỳ quý hiếm, bởi vì chất âm nó rất là hay, đặc biệt đánh những dòng loa Reverb nữa thì thôi nhất luôn hả. Đấy, con này cũng hàng sản xuất tại Mỹ nha anh em, Made in USA, hàng sản xuất tại Mỹ này. Ở nhà máy đặt tại USA luôn không, con này thì không có loa việc ớt nhái rồi đâu, con này hàng xịn sò của Mỹ, nhưng mà nó thì cũng điểm danh là lại là râu tóc cũng bạc phơ ha, cũng xù xì rồi. Đấy, cũng lỡ lát lung tung không, cũng trầy xước, nhưng con này được ca chất âm rất hay, và con này mình bao riêng cho anh em, chưa có sửa chữa gì hết. Đó, con này mình bán giá 4,5 triệu ha, tại vì nó hơi cũ, còn mấy con trước đẹp thì tầm 5,5 triệu trở lên. Con này nó hơi cũ thôi, nhưng nội thất nó thì không hơi cũ đâu. Đấy, giá 4,5 triệu ha. Và đây một em Apley của Tàu Khựa, Apley sản xuất tại Đài Loan ha. Một con Apley cũng XR1001 luôn ha, cũng cùng mũi đen giống như con kia, nhưng mà con này thì được sản xuất tại Tàu Khựa. Ơi, không phải nha anh em, con này sản xuất tại Đài Loan. XR1001 design Inura, nhưng mà nhà máy đặt tại Taiwan, Đài Loan ha. Đấy, con này thì mình bán cũng nhiều rồi ha, giá thì cũng quen thuộc 1,8 triệu ha. 1,8 triệu cho một con XR1001. Và đây là một em Apley XR2001, nó giống như hai con kia ghép lại ha. Nó giống như hai con kia ghép lại. Mà con này rất là đẹp nha anh em, cực kỳ đẹp. Đấy, con nào đẹp nó đẹp, con nào xấu nó xấu. Mình nói thẳng thắn ha. Đẹp thì nó đẹp, xấu thì nó xấu. Con này nó giống như hai con kia ghép lại thôi, không có gì hết. Nội thất thì như nhau luôn. Con này thì điện áp của nó là Autogon ha, 100-24. Điện áp thì Autogon. Con này thì được sản xuất tại China ha anh em ha, Made in China. Đấy, tem battery còn đầy đủ. Con này được sản xuất tại China ha. Đấy, quay là nói chung là con này đẹp lắm á, mình thấy đẹp thiệt á. Đấy, con này là tổng cộng nó là 4 yên 8 ao ha, 4 yên, 1, 2, 2 đường yên này, ở trên ở dưới 2 đường yên nữa là 4 đường yên này, rồi 8 đường ao thì gồm có 4 full 4 sub ha. Đấy, con này giá 4 triệu nha anh em, con này đẹp, giá 4 triệu. Đó, nãy giờ thì mình cũng đã báo giá sơ qua một dòng cơ bản Rossver đã về, anh em nào kết món nào thì vui lòng liên hệ ý qua địa chỉ này ha. Đó, rồi rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.